Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì bên mình có về hàng rất là nhiều sản phẩm phụ kiện cửa cuốn, nào là motor cửa cuốn, rồi là lưu điện cửa cuốn. Thì trong cái video này mình muốn giới thiệu với các bạn cái sản phẩm lưu điện cửa cuốn bên mình vừa mới về hàng rất là nhiều để phục vụ quý khách. Ngày mai thì sẽ có một đơn đặt hàng là 5 cái bộ lưu điện cửa cuốn này lắp đặt tại khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm. Thì hôm nay mình muốn quay cái video này cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ cần sử dụng lưu điện cửa cuốn khi mà chúng ta, các bạn, gia đình quý vị ở trong cái khu vực mà thường xuyên mất điện hoặc là điện áp không ổn định, thì chúng ta sẽ sử dụng lưu điện cửa cuốn này để đảm bảo cho cửa cuốn hoạt động liên tục. Ví dụ chúng ta muốn ra vào khi mất điện thì có lưu điện cửa cuốn này thì chúng ta vẫn có thể ra vào bình thường, và để đảm bảo cho cửa cuốn đóng mở lên xuống khoảng 10 đến 15 lần tùy thuộc vào cái tải trọng của cửa cuốn. Cái mẫu mình đang quay ở trên cái video này là lưu điện titan 900 này, dùng cho được tất cả các loại cửa cuốn khác nhau, ví dụ như là Vinastador này, Osdor, Bosdor, vân vân. Đấy, thì về cái giá bán buôn của cái lưu điện cửa cuốn này thì bên mình cũng đã cập nhật đầy đủ hình ảnh và giá cả trên đường link website mình để bên dưới cái phần mô tả này. Các bạn có thể click vào đường link website để xem thêm về giá cũng như là về hình ảnh. Các cái thông số kỹ thuật đều được in cụ thể trên thân lưu điện. Và đặc biệt là các sản phẩm về lưu điện hay là motor cửa cuốn thì bên mình đều được bảo hành 12 tháng. Quý vị cứ giữ nguyên các cái tem ở trên lưu điện thì khi mà có vấn đề xảy ra thì bên mình sẽ đảm bảo bảo hành rồi là đổi trả cho quý vị. Các bạn cứ yên tâm mua hàng. Cái video vừa rồi mình vừa muốn giới thiệu các bạn là cái sản phẩm lưu điện cửa cuốn bên mình vừa mới về hàng để phục vụ quý khách. Các bạn có câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể để lại bình luận xuống phía bên dưới. Cảm ơn quý vị đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới ạ. Xin chào.